Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong siêu Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Draconitede. Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chiều nhật trước tôi có nói về mùa vọng tiếng Anh là Advent, sẽ là coming, sắp đến. Còn tiếng Việt gọi là vọng thì là chúng ta chờ, mong chờ Chúa đến. Hôm nay tôi muốn nói về cái chuyện chờ. Vọng là chờ, và chờ thì phải có tinh thần sẵn sàng chuẩn bị để đón. Những cái chuyến bay xa chẳng hạn, như những chuyến tầm ngắm nhất là đi Mỹ, chờ các cái chỗ mà transit rất là lâu. Chuyến bay đã dài rồi mà chờ các chỗ transit cũng lâu nữa, nên cái chuyến thường là đi hết cũng phải hai mấy tiếng mới tới nơi, tức là hết nguyên ngày. Mà ở đây chúng ta đi trước ở phía bên tây, miền tây của Mỹ là vùng California, là mười mấy tiếng. Do đó mà chúng ta đi trước cũng gần một ngày. Do đó mà hôm chúng ta khởi hành hôm nay, thì khi chúng ta tới Mỹ thì cũng vào ngày hôm nay, có thể sớm hơn một chút, nhưng mà cũng vào gọi là ngày Chủ nhật nếu mà chúng ta khởi hành ngày hôm nay. Nhưng mà khi chúng ta về thì tại vì Mỹ đi sau chúng ta, nên chúng ta có khởi hành thứ hai ở bên đó thì về bên này cũng phải thứ tư. Ngồi trên máy bay đã dài là chờ đợi ở những cái chỗ transit. Cái chuyến bay mà dễ dàng nhất, dễ đi nhất, mà ngắm nhất là đi hãng Qantas. Thì chúng ta chỉ có chờ transit ở Sydney hay là Melbourne thì nó ngắn hơn chút, với lại nó là cùng ở trong nước Úc thì chúng ta nó quen thuộc hơn. Cái chuyến bay kiểu vừa rồi tôi có chuyến đi dài, 5 tuần tôi về Việt Nam có mấy ngày thôi. Nhưng mà cái chuyến bay mà tôi ở bên Việt Nam đi về trở lại bên này thì chờ quá lâu. Chờ tại phi trường tôi tới, tôi khởi hành từ 11, 12 giờ bên Việt Nam. Để tới Singapore khoảng 2-3 giờ, nhưng mà lại ngồi chờ phi trường Singapore tới nửa đêm nó mới bay về. Nó mới bắt đầu nó khởi hành. Ở đây chúng ta thường là chỉ có chờ máy bay thôi, ra phi trường chờ chuyến đi, rồi lúc về thì cũng chờ phi trường để về. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải chờ đò, chờ phà như bên Việt Nam, không phải chờ xe đò như bên Việt Nam. Xe buýt thì cũng có chờ, nhưng mà xe buýt thì mình biết giờ, mình có coi là giờ giấc nó khởi hành thì chúng ta căn cũng không phải chờ lâu.
Và Việt Nam còn có một cái chợ thú vị là chợ mẹ đi chợ về để nhận quà. Biết hồi nhỏ quý vị có cái thú đó không? Hồi nhỏ tôi cứ chờ mẹ đi chợ về thế nào có quà, không cái này cái kia, nhiều khi chỉ có cái bánh đa thôi nhưng mà thích lắm. Ngoài chờ sự chờ đợi thường ngày, chúng ta còn có chữ chờ đợi như là chờ đợi của mùa vọng này, tức là chờ đợi mang tính cách thiêng liêng, mang tính cách quyết liệt và quyết định cho đời của con người chúng ta. Chính vì vậy mà với mùa vọng, Hội Thánh kêu mời chúng ta sẵn sàng cho cuộc chờ đợi thiêng liêng, chờ đợi ơn cứu độ, chờ đợi chuẩn bị dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Sự chờ đợi này dĩ nhiên là quan trọng hơn việc chờ máy bay, chờ đò, chờ xe, đợi mẹ. Bởi lẽ đợi xe, đợi đò, đợi xe thì nếu mà miss một chuyến thì chúng ta còn có chuyến sau. Đợi đò thì không được thì chúng ta đợi thêm một chuyến nữa. Có thể hôm nay mẹ đi chợ về không có gì nhưng mà mẹ hẹn ngày mai. Bởi mẹ hôm nay không có đủ tiền để mua quà cho con. Sự chờ đợi đó thì là cốt, chữ chờ đợi đó không quan trọng mà sự đợi đợi cốt yếu nhất là ta không phải là dọn dẹp nhà cửa trang hoàng cái thông như là chúng ta thấy làm ở trong này. Ban phụng vụ họ đã trang trí để set up cho chúng ta một cái bầu khí chờ đợi. Nhưng mà chúng ta chờ đợi hôm nay đó là chờ đợi để dọn dẹp, chờ đợi Chúa đến, cho đó mà chúng ta phải dọn con đường tâm hồn của chúng ta. Ngôn sứ Isaiah được trích ở trong bài phúc âm hôm nay qua lời của giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Cái lời kêu gọi này nó vang lên 500 năm trước khi Chúa Giêsu xuống thế, trong thời ở Bia, lưu đày ở Babylon. Dân Do Thái mong được giải phóng khỏi thân phận nô lệ để trở về lại đất hứa, để xây dựng lại Jerusalem, để trở về cố hương sau một thời gian lưu đày. Cái sự mong chờ đó, mong chờ cho đó mà tiên tri Isaiah mới kêu gọi người ta dọn đường, chuẩn bị tâm hồn để chờ ngày được giải phóng, ngày Chúa giải thoát họ khỏi thân phận nô lệ. Nhưng mà trong thời Cựu Ước, khi Gioan Tẩy Giả rao giảng cái lời kêu gọi, kêu gọi sám hối dọn đường để cho Đức Kitô sắp ngự đến, đấng thiên sai sắp ngự đến. Tuy là cũng một cái lời kêu gọi đó nhưng mà đặt vào trong cái bối cảnh khác, chứ không còn phải là chờ đợi cái sự giải phóng khỏi thân phận nô lệ ở Babylon nữa. Cái cách nói đầy hình tượng của Kinh Thánh đơn sơ dễ hiểu, và công việc dọn đường cho Chúa của chúng ta là chấn chỉnh đời sống, là điều chỉnh tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Đó chính là cái lời kêu gọi hoán cải, ý nghĩa của việc hoán cải. Hoán cải là thay đổi, là trở lại, sám hối. Không chỉ trong hành động vi phạm các nguyên tắc luân lý mà cả trong lời nói, trong suy nghĩ, trong não trạng, trong sự hiểu biết của chúng ta nữa. Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi, phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co tính toán lệch lạc, phải san cho phẳng những nối đồi ngạo nghễ của tự mãn tự kiêu, phải bạt cho thấp những gồ ghề lồi lõm của bất công và bất chính.
Nếu sóng hối là dọn đường của lòng mình thì chúng ta hãy dẹp bỏ những chướng ngại của tâm hồn để Chúa có thể đến và ngự lại trong đó. Nếu Gioan tẩy giả là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu thì chúng ta sẽ là sứ giả chuẩn bị cho người đến từng ngày trong cuộc sống của anh chị em của chúng ta. Thiên Chúa chỉ có thể đến gặp con người trên những con đường ngay thẳng phẳng phiu. Và ơn cứu độ của người cũng chỉ ban cho những ai rộng thầy đón nhận, như tôi viết trong lá thư mục vụ, giống như mưa rơi xuống cho mọi nơi. Nhưng mà nếu chúng ta không có đồ chứa, không có cái máng, giờ có mái xong rồi phải có máng, nó giữ nước và nó chuyển xuống trong cái thùng chứa. Ở Việt Nam là những vùng quê, những cái vùng nhất là những vùng nước mặn, thì họ làm những cái bể nước lớn, thân đầu bê tông, những bể nước lớn để chứa nước mưa trong mùa mưa, để xài trong mùa nắng, mùa khô. Nếu mà không có cái bể chứa đó thì chắc chắn mưa rớt xuống là đi nó trôi ra ao, ra hồ, ra sông, ra ngòi hết, nó ra biển. Cũng vậy, nếu mà chúng ta không có đón nhận thì ơn Chúa xuống, gọi mùa Giáng sinh là mùa hồng ân. Hồng ân của Chúa xuống với chúng ta cho đồng đều mỗi người. Nhưng mà chúng ta đón nhận được nhiều hay đón nhận được ít là cái sức chứa của chúng ta được nhiều hay ít. Và rồi chúng ta có chuẩn bị các cái đồ chứa để mà đón nhận ơn thánh hay không? Nên hôm nay các lời thánh kinh ở trên trong bài đạo thứ nhất cũng như là bài phúc âm ngay nhắc nhở chúng ta điều đó, chúng ta phải dọn lòng để cho Chúa đến và để dọn, phải chuẩn bị sẵn sàng để hồng ân của Chúa khi Chúa đến đổ xuống trong tâm hồn chúng ta.